tôi sẽ test cái bạn robot biến hình xe để gửi cho chị Hoa quận 11 ha. Đây, nó sẽ có một cái robot nè, biến thành một cái xe. Xe này kêu bằng gì ta? Xe rùa ha, xe mua rùa. Nhựa rất là đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ cùng tháo ra coi chất lượng ở trong như thế nào ha. Hồi nãy chị Thư có bán một chiếc vàng cho anh Trường rồi, nhưng mà không có kịp quay clip. Thành ra bây giờ mình sẽ coi chiếc này nha. Chiếc hồi nãy cũng rất là ok, nhưng mà chiếc này cũng y như vậy, nó khác màu thôi. Đây, đẹp như mơ luôn ấy. Đó, quá đẹp luôn. Rất là cứng cáp ha. Rồi, mình có thể ráp thành xe nè. Có 4 bánh xe trong này nè, thấy không? Đây, 2, 3 nè. Đây nữa là 4 bánh ha. Rồi, bây giờ chị Thư sẽ đã đặt dịch vụ Ahamu rồi. Này, cái mui xe phía sau nè các bạn. Đó, vì để nguyên đai cho nó siết chặt để đi vận chuyển đi đây qua bên đó, thành ra chị Thư sẽ không có cắt cái này ra ha. Nhựa nó đẹp lắm luôn á nè, trơn mượt luôn, rất là đẹp. Này là cái khiên nè, đây là cái cây dụng, cái cây dụng cụ ha, trơn nè, chung nhựa đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ xốp rất là chặt luôn, rất là chặt chắc. Bây giờ mình sẽ gửi kho bịch để giao cho chị. Bé này rất là thích xe biến hình robot. Rồi bây giờ chị Thư sẽ đóng hàng để gửi đi ha. Rồi các bạn có nhu cầu thì cứ Zalo ha. Bộ này nó sẽ có 3 màu, màu vàng, màu đỏ, màu trắng nha. Giá là 365.000 với cái mã là 339-89 ha. 365.000 giá này là ok, chất lượng như vậy là quá quá đẹp luôn. Quá rẻ, quá đẹp.